Khu đô thị kiểu mẫu mang phong cách miền nhiệt đới lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Hạ Long. Tọa lạc trên tuyến phố Trần Phú, tâm điểm kết nối trung tâm Hòn Gai, FLC Tropical City Hạ Long được bao bọc bởi núi đồi và biển hồ, tạo nên thế tựa sơn nghinh hải. FLC Tropical City Hạ Long, phong cách mới miền nhiệt đới. Một sản phẩm của tập đoàn FLC.